Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video YouTube của Điểm Mặt Xuân Trường tôi. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2022. Thì bên Điện Máy Xuân Trường mình cũng có về một lô, đó là lô Denso 2600. Và cũng xin giới thiệu với mọi người là đây là cái lô Denso gần như là xuất sắc nhất từ trước đến nay mình làm mọi người nhé. Thì không phải là riêng mình mà gần như là cũng được rất tất cả các anh em từ thợ to đến thợ bé là phải công nhận là lô này cực kỳ đẹp luôn nhé anh em nhé. Đó thì cũng quý vị và các bạn cũng không lạ lẫm về với về cái dòng Denso 2006 này rồi. Nó là dòng Denso 2006 chạy củ phát hình trái bí, động cơ là Subaru EX17. Đó thì nó là một cái động cơ và củ phát hình trái bí kết hợp lại với nhau tạo thành một cái con máy là gọi là máy Denso 2006. Nó là một con máy huyền thoại luôn, rất là khỏe luôn nha anh em nhé. Đây là cái loại châu bò, nó gọi là nếu mà về dòng xăng thì gần như không con nào có thể qua mắt được cái máy, không con máy xăng nào có thể qua mắt được cái dòng Denso 2006 này. Châu bò, cực kỳ châu bò nha anh em nhé. Đó thì cũng giới thiệu luôn với mọi người là đi xong để đi vào chi tiết một cái lô này cho mọi người xem. Đó là con này thì cái độ tiêu hao của nó thì là 0,8 lít trên 1 giờ. Và cái tần số zin của nó là tần số zin 50Hz nha mọi người nhé. Tất cả lô này là 50Hz. Sáng thì mình đã xuất 10 con đi cho anh em thợ rồi. Thì về được một cái lô này đẹp thì cũng không để giữ một mình làm được. Thì chia cho các anh em thợ mỗi người một chút. Đó thì hàng đẹp thì cũng chia cho mỗi anh em mỗi người hưởng một chút. Đó thì sau đây thì tôi cũng không nói dài dòng về những cái vấn đề ngoài nữa. Thì sau đây mình sẽ đi vào chi tiết một con máy. Thì con này thì độ tiêu hao của nó 1 lít 0,8 lít trên 1 giờ nha mọi người nhé. Đó là cái độ tiêu hao chạy mắc tải. Và hai nữa là con này có thể chạy một cái điều hòa 12.000 đó BTU máy cơ luôn nhé mọi người nhé. Và tất cả các thiết bị quạt bóng tivi tủ lạnh trong gia đình nhé mọi người nhé. Thì sau đây mình sẽ đi vào chi tiết một con máy này. Đó, như trước mắt mọi người thấy này. Đây, mình sẽ lấy một con nhé, tạo một con để quay cái bảng tắp lô. Đó, đây này mọi người nhé. Tần số zin 50Hz, con này nặng 47kg nhé anh em nhé. Điện của nó thì hiện tại là điện 100V rồi. Các mặt hàng của Nhật thì tất cả các cái thông số điện thì đều là 100V. Đó là đây là cái hai ổ cắm này, đây là CV tắt mở này. Đây là công suất tắt bật này của máy này. Đó đây. Đây máy chưa hề dọn dẹp vệ sinh nhé mọi người nhé. Nếu mọi người nhìn thấy vẫn bụi này. Vừa hôm qua mình đã hạ công xuống nhưng mà mệt quá chưa để cho anh em dọn luôn được. Và hôm nay thì quay chi tiết lên sóng luôn cho anh em. Đó. Đây. Đó tất cả là tần 50Hz luôn nhé mọi người nhé. Tất cả con nào cũng như con nào đầy đủ phụ kiện này. Rồi là tần số đều ok hết nha mọi người nhé. Đó thì đây. Sau đây mình sẽ quay này. Con này đây là một cái lô gần như mà là còn nguyên series luôn nhé mọi người nhé. Nguyên series từ tem mác đấu giá cho đến mọi thứ. Đây mọi người nhìn thấy này. Đó. Kia là 2022 này. Đó, xong lại 2123 này. 2124 này. Đó, 2125 luôn này. 2125. Đó thì xong nó lại ngắt quá. Đó đây, thì anh em đây. Còn đâu đây, đây cũng là một cái loại series, nó gần như nó cùng nhau đây. 2156 này, 2165 này nhé mọi người nhé. Đó, thì đây tất cả cái lô này là còn nguyên series luôn nha anh em nhé. Đó, đây. Quay chi tiết luôn cho mọi người xem. Đó, thì hiện tại là mình đang còn 3 6 9 18 20 con. 20 con nhé mọi người nhé. Lô này mình về được 25 con thì khách cũng đã chốt 5 con rồi. Thì hiện tại còn như vậy thôi. Thì sau đây thì mình cũng xin phép quay tạm một con nhé, một con để xem mọi người biết cái độ mới của nó như thế nào nhé mọi người nhé. Đó mọi người nhìn này, vẫn còn bụi nhé, chưa hề vệ sinh đâu. Mình chưa hề vệ sinh đây. Đó. Đầu bò này, nắp đầu bò OAC thì cực kỳ êm luôn nhé mọi người nhé. Đấy, con thứ nhất này, đây con thứ hai này. Đây, mọi người nhìn trong máy này.
Đấy, mọi người nhìn thấy chữ chưa? Người nhìn thấy chữ chưa? Nó made in Japan luôn nhé mọi người nhé. Đây, mình sẽ quay sâu một chút này. Made in Japan này. Đó, mọi người nhìn cái bô này. Nó cực kỳ mới luôn. Mình sẽ quay đấy thôi. Đó, còn đây, đây là hai con này là gần như nó là đời mới nhất luôn. Đời mới nhất luôn nhé mọi người nhé, của dòng Lenzo này. Đó, cái tất cả những cái con này thì mọi người cũng không bàn tán nhiều về cái bình xăng làm gì cả. Tất cả trắng tinh 100% luôn. Con nào cũng như con nào hết nhé mọi người nhé. Trắng tinh 100%. Đây, con này đây. Con này đời mới, nặng hơn cái con đời cũ 1 cân. Đó là tên của nó là 2605U3. Đó, điện của nó là 2,2 kVA, tần số CNG 50Hz. Đó, mọi người nhìn nào. Cực kỳ VIP luôn nha anh em nhé. Đây, mình sẽ quay những cái bình xăng bất kỳ luôn. Này, mọi người nhìn này. Trắng tinh luôn. Wow. Trắng tinh luôn nha mọi người nhé. Con nào cũng như con nào. Đó, một. Tất cả đều như nhau hết nha mọi người. Này, mọi người nhìn này. Đó, con nào cũng như con nào hết. Đây. Đó, con này đây. Mọi người nhìn này. Đây là chưa xúc rửa đấy. Đấy. Con nào cũng như con nào hết nhé. Con nào cũng như con nào hết. Mới tinh 100. Đó. Đó. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ mình qua số điện thoại là 0963638495 hoặc là kết bạn Zalo với mình qua số điện thoại là 0963638495 thì mình sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho mọi người hơn nhé. Bởi vì là lô này mình còn giao cho các anh em thợ để các anh em thợ làm còn kiếm miếng ăn nữa, nên là mình sẽ không công khai giá lên trên này cho mọi người nhé. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp, bởi vì là sau khi mà công khai giá thì là anh em thợ nó rất là khó bán và mua bán rồi là tất cả các thứ vòng quanh nọ kia, thì anh em cũng phải thật sự thông cảm cho mình về cái vấn đề đấy nha anh em nhé. Đó, thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với mình có số điện thoại là 0963638495 thì mình sẽ tư vấn báo giá cụ thể cho mọi người nhé. Thì thôi, sau đây thì mình xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ mình. Thì tới đây cũng sắp có một lô máy dầu, máy khung dầu nhé mọi người nhé, 2,5 kg nó về, và 3,5 kg cũng có, từ 2,5 kg đến 3,5 kg máy khung dầu nhé mọi người nhé, có đề có giật. Nên là anh em nào có nhu cầu thì cũng xin phép là xin mời mọi người là thường xuyên theo dõi cái video của mình để mình ra một cái video nó hoàn toàn là cụ thể hơn. Đó, xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ mình. Đó, thì sau đây mình xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người. Chúc tất cả mọi người và gia đình một ngày mới an toàn, hạnh phúc. Đó. Thật nhiều sức khỏe. Rồi, xin chào anh em.